Chào cô chú anh chị nha, em có hai con máy này, máy tiện rạc trên cao. Cái loại này thì mọi người biết rồi ha, loại này là loại Tanaka tâm rời. Và nó cái con dòng này thì nó có cái khớp này nè, mở khớp ra mình rút mình kéo lên nó dài hơn một đoạn nữa, một đoạn như thế này nữa. Đó là mình muốn kéo dài kéo lên, còn khi mà mình muốn di chuyển cho nó gọn thì hoặc là muốn cắt ngắn thì mình mở lỏng ra mình đẩy vào, nghĩa là nó có một khớp kéo ra kéo vô. Đồ này em giới thiệu nhiều Tanaka zin hết nha, zin mặc in Japan đẹp ha, cái đầu đẹp, lưỡi còn ngon nha, do tại vì để bãi thì nó nhìn nó vậy thôi chứ mình cắt vài lần là nó đẹp thôi. Tanaka zin luôn ha, không có bể nha mọi người, không bể nha. Cái này thì nó cái này thì nó thiếu một cái con ốc, về mình bắt cái ốc vô thôi, con ốc cái này nè. Hai con ốc kẹp lại để nó giữ thôi mọi người. Bình thường cái này tìm dễ mà. Đẹp hơn. Thì cái bình xăng này, bình xăng này nó hơi răng răng ở đây mọi người. Nè, nó hơi răng răng, không có nước tót ra nhưng mà nó hơi răng răng nên thôi. Nên là bỏ theo cho mọi người một cái bình xăng này. Bỏ cho một cái bình xăng để có gì mình thay vào. Con này đều là chế hai kim hết ha, chế hai kim. Chế quanh rồi nha, này chế quanh rồi hai kim ha, người ta gọi là chế hệ đấy. Trợ lực nha, giật lực 227. Mấy con này thì em có mồi xăng thử là nó nổ nha mọi người, mồi xăng là nó nổ nha, mình thử nó có lửa hay không, thì nó có lửa hết. Đây con số 1 nha, đẹp đấy. Hai chú dọn nha, con số 2 nữa, cũng là chế hai kim luôn nha, cũng là chế tới là hai kim luôn, trợ lực luôn ha. Cái này là thay cái bên xăng vô thôi, thay cái bên xăng về mình xử lý, dọn, dây giật đứng sáng. Này hai con này đều mua xăng nổ hết nha mọi người. Đó, hàng thì em về có sao bán vậy, nhưng mà mua xăng thử để mình kiểm tra lửa đó, có lửa hay không. Đó, tay ga trên này, đầu này tay ga zin luôn nha, lưỡi này khoảng 20, 40, 50, lưỡi khoảng 50 mà. Tanaka zin hết nha, không có bể nha. Đó, hàng chưa bung tháo hết nha mọi người, nó có hai khớp nối. Rồi hai con này thì anh em nào làm hết hai con ấy thì giá đó là 1 triệu, 550.000 một cây nếu mà làm cả hai cây luôn á. Còn nếu anh chị em cô chú nào thì con ốc này thì em sẽ kiếm con ốc để lắp hai bên để nó giữ lại giống cái kia, nó xây 180 mọi người. Này, nới lỏng ra thì mình có thể xây lên xây xuống này, xây lên xây xuống được. Đó. Rồi em này kiếm ốc em lắp vô cho nha. Rồi nếu mà lấy một cây là 1.700.000 một cây nha, nó chưa dọn. Nếu mà lấy hai cây thì em sẽ tính cho giá sỉ là 1.550.000 hai cây duy nhất. Anh em nào làm thì báo nha, cái này nó ít có lắm nha mọi người. Cái loại này thì nó cũng có nhiều nhưng mà khi mà nó cái loại mà nó có khớp nối mới có thể thu lại và kéo dài ra thì nó rất là ít có.